Dấu hiệu lạ trên móng tay của bệnh nhân COVID-19. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Nhắn tin bày tỏ sự lo lắng với tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, là một người phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị chia sẻ: "Con chị sau khi khỏi COVID-19, trên tay xuất hiện những vết lạ. Em không mới khỏi bệnh, xuất hiện sọc trên móng tay có nguy hiểm không?" Chị hỏi bác sĩ. Đó chỉ là một trong nhiều bệnh nhân hỏi tiến sĩ bác sĩ Tuấn chia sẻ về dấu vết lạ trên móng tay sau khi khỏi COVID-19. Theo tiến sĩ bác sĩ Tuấn, các em không khỏi bệnh xuất hiện nhiều triệu chứng như vị giác kém, mất ngủ, đau đầu. Ngoài ra, một triệu chứng khác có thể xuất hiện trên móng tay người bệnh, đặc biệt là trong thời gian hồi sức. Khi xuất hiện dấu vết trên móng tay, các bệnh nhân vô cùng lo lắng. Đây có thể được xem là tác dụng phụ còn sót lại hoặc là cách cơ thể đối phó với sự lây nhiễm virus ở mức độ lớn. Theo tiến sĩ bác sĩ Tuấn, dấu hiệu móng tay COVID xuất hiện trong một số ngày, kéo dài vài tuần hoặc thậm chí vài tháng sau khi F0 trình đầu với căn bệnh. Dấu hiệu này thể hiện cơ thể người bệnh đã trải qua quá trình chống lại tình trạng nhiễm khuẩn, phá hủy mạch máu, nguy cơ đông máu cao. Bác sĩ Tuấn cho biết có 3 dạng hình thái móng tay COVID, gồm các đường kẻ ngang, lõng ngang móng, các hình nửa vầng trăng đỏ, móng có đường mi, dạng vân, ngang hoặc dọc. Hiện tượng này có thể xuất hiện không chỉ ở móng tay mà còn cả ở móng chân. Dấu hiệu đặc trưng nhất của hiện tượng này là các rãnh, thường có màu trắng, chạy dọc trên móng tay của người bệnh. Móng tay COVID không tồn tại mãi mãi nên mọi người không phải lo lắng. Nó sẽ phục hồi dần sau khoảng 6 tháng. Dấu hiệu này cũng không nguy hiểm. Mọi người có dấu hiệu móng tay COVID nên giữ móng nhiều và hạn chế sử dụng hóa chất, tiến sĩ bác sĩ Tuấn hướng dẫn. Tuy rằng nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định rõ, các chuyên gia tin rằng việc trải qua căng thẳng hoặc bệnh tật gây nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của cơ thể, cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng của móng tay.